Em vừa về một Captiva 209 form mới, mâm 18 của chú anh chị. Form dán cái hàng kép. Nước sơn bên ngoài bật xe nó bờ áo màu đen nha, cực kỳ là sang trọng. Đây bà con nè, số tự động nha, xe này xe công ty. Ok không bà con, riêng mẫu này chạy bao phê rồi. Anh chị thấy mâm khác những dòng khác không? Khác mấy chiếc kép khác không? Nè, đó mâm đó. Mâm 18 nha. Gầm bọng ở trong là 4 vỏ mới tinh. Nước sơn bên ngoài khá là chuẩn chu. Nói chung qua thời gian 5 tháng cũng có sơn dặm nha. Hai cụm đèn trắng phía sau là form mới nè, biểu tượng của Chevrolet nè. Cạn đuôi cá phía sau và kết hợp thì chúng ta sẽ có cảm biến dê. Hai bô, hai cụm đèn sau là rin hết. Nội thất option ở trong bao phê. Ghế ở trong nè, chủ nhà người ta bọc lại caro màu kem nhìn rất là sáng tài cô chú anh chị. 2.4 12 lít nha. Chạy thì bao sướng rồi. Hai bên sóng gần thì chất sơn rim, nước sơn bóng loáng, chốt mới tinh. Từ phần tắp lô tắp bi khá là đẹp nha cô chú anh chị. Hệ thống keo chỉ hầu như là rin hết 100%. Xe không cứng không lỗi bất cứ một khoảng nào trên chiếc xe. Đây là trần em nè. À cô chú anh chị xem cái bộ cái trần nỉ của em nó mới không? Có dấu hiệu là trầy xước không? À, ghế ở trong nè, cực kỳ là đẹp luôn. Em này cứ thoải mái cho bà con, cô bán là 12 lít đó. Số tự động nha. Trang bị màn hình Android, cam hành trình đầy đủ các tính năng nè. Đẹp không bà con? Nó lấy xe, toàn lấy xe hàng chất không? Về phục vụ bà con, tắp bi tắp lô khá là chuẩn. Keo chỉ đó hầu như là rin hết. Đây trải nghiệm phần máy cùng với em nè. Nè, chìa khóa rin nguyên bản của dòng kép nè. 211.722 km rồi. Trợ lực em. Em là trợ lực khá là đậm. Lên một cái màn hình Android, cảm biến dê đầy đủ tính năng nha. Đây là cục cảm biến dê. Đồng hồ của em nó là không một dấu tích lỗi lầm. Nổ đúng 0.9000 vòng. Tất cả các tính năng, một cái đầu MP3 nguyên rin nguyên bản của mẫu kép nè. Chủ nhà tích hợp lên một cái màn hình Android. Và đây chúng ta sẽ trang bị là túi khí bên phụ bên tài. Máy thì siêu êm cô chú anh chị nha. Nghe USB, đầy đủ các tính năng. Biểu tượng của Chevrolet còn nguyên bản nè. Xe này hồ sơ ký rút thoải mái cho bà con bác nha. Đây nè, công ty trách nhiệm và biên phụ khang. Đó, xe công ty nha. 209 hàng Việt nha. Hàng Việt Nam là gốc Sài Gòn. Em này gốc Sài Gòn, xe một chủ luôn. Xe một chủ nha cô chú anh chị, một chủ từ đầu. 5210. Đó, xe này thì Trần Anh bà con mua, Trần Anh rút hồ sơ ra tên tư nhân cho bà con. Đó vậy thôi, ký xuất hóa đơn qua cho em hết rồi. Cứ yên tâm. Hồ sơ ký tá đầy đủ. Hệ thống gương cục mở của em Captiva nè. Khá là chuẩn chu nha cô chú anh chị. Mạc tem ở trên trần mới tinh. Ở đời này mà tìm được cái xe như thế này thì gọi là quá là ok. Đẹp không? Đó, tất cả các tính năng đang hoạt động đầy đủ các kiểu hết rồi. Đây bà con trải nghiệm phần máy nè. Nói chung cái mẫu nó liền lắm. Liền và cực kỳ là sạch sẽ luôn bà con. 4 vỏ mới nha. Đã 4 vỏ nè. Khá là mới, mâm form mới. Form mới của đời 2009. Đây là phần máy nè. Màu đen. À, cục máy này bên Trần Anh dọn nè. Dọn xong chi tiết rồi, đây là hộp não của em nó nè. Hộp não của em kép nè. Mấy cái mẫu này, ví dụ bà con có chạy một thời gian á, mà lâu thật là lâu á, mà cảm thấy mà cái máy dạng như là nó bị chạy nó không ngọt, hay là nó có cái dấu hiệu mà giật cái này kia, bà con không cần phải sửa cái gì hết. Bà con chỉ xách cái hộp não này đi, bà con test lại, hoặc là bà con thay hộp não mới là tất cả mọi thứ là ok hết. Đó là lời khuyên chân thành của Trần Anh. Đó, cái này thì dễ thay dễ sửa thôi, không phải đụng chạm đến máy nha. Được chưa bà con? Cục máy sạch sẽ, nổ êm ru. Đây là máy đang hoạt động nè. Khá là êm nha cô chú anh chị. Máy êm lắm, hệ thống Boe cảm biến gió đầy đủ tính năng nè. Hai bên kèo cột là không có dấu hiệu đâm vai cứng đục. Dằn là xương, xương dằn là xương ngang nguyên bản nguyên rin hết nha bà con cô bác nha. Hai bên nè, rất là chuẩn. Keo chỉ nó carbon là rim tuyệt đối 100%. Phần nỉ cách nhiệt hầu như là không một tí gọi là rách rưới ở trên nắp carbon. Bon điện. Ở chuẩn không bà con? Xe đẹp nha, mua về chạy thôi. Cô chú anh chị trải nghiệm tiếp tục phần cốp sau cùng với em nè. Nội thất option ở trong bao phê. Bao phê luôn bà con.
đây là phần cốp nè. Nè, xe chủ nhà đã lên, người ta mua thêm dàn loa, người ta đổ, người ta chưa kịp rắp, người ta đưa cho bên Trần Anh luôn đây. Dù theo xe nè, từ xưa đến giờ nè. Đó, xe công ty thì chỉ có xe một chủ thôi nha bà con cô bác nha. Phía trong là chúng ta sẽ có băng ghế phía sau sạch sẽ, cốp phía sau nè, đội đầy đủ các tính năng nè. Đó vậy thôi bà con, gấp ghế lại cực kỳ là sáng tài luôn. Được cái nè, cánh trong là cánh trong mà rim nha, không có đâm vai cứng đục nè. Keo chỉ hầu như là nguyên bản hết. Đó là mẫu xe SUV số tự động 12 lít trên 100 km, bao chạy nha bà con nha. Máy móc bảo hành cho bà con lên tới 3 tháng mẫu này. 3 tháng nếu lỗi về máy móc là bên cho anh sẽ bảo hành, có trách nhiệm bảo hành nha. Hồ sơ ký rút đầy đủ luôn, bao rút hồ sơ luôn, gầm bọc ở trong nè, sáng tài không? Cái bô của 2019 mới tinh, đẹp tuyệt vời. Đó. Cô chú anh chị nào đam mê mẫu Captiva 2019 số tự động bản AT này thì alo cho Trường Anh Ô Tô. Em khép lại chương trình tại nơi này nhé. Đăng kiểm tháng 5 năm 2023 lần cô chú anh chị ạ. Em see you and goodbye.